Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Dâng Ca Muối cho Sư Tổ truyền thể phim hiến ngư của tác giả Phù Hoa. Chương 51, bắt. Từ mã tiêu sớm đã biết con người Sư Thiên Lũ không đơn giản như vậy, trước đó do đấu với gã thì hắn đã nhận ra Sư Thiên Lũ không sử dụng hết toàn bộ sức lực. Có lẽ là vì mấy lần trước ngoài người nhà họ Sư ra còn có cung chủ với trưởng lão của các cung khác bên cạnh. Sư Thiên Lũ có thể đối phó với Tư Mã Thị, đương nhiên cũng sẽ phòng ngừa thế lực của các cung khác, vì vậy nên không lộ rõ hết toàn bộ năng lực của mình. Hơn nữa lúc đó Tư Mã Tiêu không hề đạp lên giới hạn của gã, gã cảm thấy có thể cân bằng được mới không dùng hết sức. Nhưng bây giờ không còn giống vậy nữa. Tâm huyết nhiều năm của sư thị đều nằm trong kết giới kia, nếu thật sự bị Tư Mã Tiêu phát điên lên mà hủy diệt hết, sư Thiên Lũ không thể nào chịu đựng nổi sau khi gã không còn giấu giếm nữa, tư mã tiêu hơi kinh ngạc với tu sáu thật sự hiện tại của gã. Sư thiên lũ cũng giấu kỹ thật đấy, tu sáu của gã e là đã đến đại thừa. Qua đại thừa, độ kiếp xong là phi thăng rồi, dù qua hay không cũng chỉ có chết mà thôi. Tư mã tiêu biết rõ vì sao sư thiên lũ trước giờ điềm đạm lại bừng bừng lửa giận như vậy, nói cho cùng cũng là vì trường sinh bất tử. Sư thiên lũ biết được bí mật của việc phi thăng, cũng biết được tác dụng của linh hỏa, hắn còn nhìn thấy được một ví dụ sống điển hình, tất nhiên cũng muốn sống mãi vạn vạn năm như tư mã tiêu. Mười mấy người sư thiên lũ đưa tới đều có huyết mạch trực hệ với sư thị, cũng là những người hắn tin tưởng nhất. Hai người bắt đầu khai chiến, những người còn lại của sư gia chỉ biết nấp vào, tiện thể canh giữ kết giới rồi sau đó lại khiếp đảm mà nhìn lên rông gió bão tố trên bầu trời, đó đã không còn là trận đấu họ có thể tham dự vào. Từ mã tiêu cuối cùng cũng mạnh hơn một bậc, chỉ là hắn không có cách nào giết sư thiên lũ ngay lập tức, sư thiên lũ khó nhằn hơn hắn tưởng. Có điều tư mã tiêu cũng không nôn nóng, chơi trò mèo bắt chuột với hắn, trận đánh của cả hai rồi cũng lan rộng xuống dưới, đánh vào kết giới. Tư mã tiêu như có ý muốn mượn sức công kích của hắn để đánh vỡ kết giới bên dưới, sư thiên lũ lại trăm phương ngàn kế muốn di rời vòng đánh để tránh kết giới bị đánh trúng hai người nhất thời rằng co với nhau. Liêu Đình Nhạn về đến phong hoa thành của Sư Dư Hương, tâm trạng cô có hơi bất an. Tu sĩ tu tiên có tâm trạng bất an luôn là dự báo trước sẽ có chuyện xảy ra liên quan đến mình. Không lẽ lần này Tư Mã Tiêu sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Ban nãy cô không hỏi nhiều, thế nhưng nhìn sắc mặt của Tư Mã Tiêu cũng đủ biết nơi đó không đơn giản, chắc chắn có bí mật kẻ lần sâu vào bí mật chắc chắn phải nhận lấy nguy hiểm. Liêu Đình Nhạn lại thay đổi suy nghĩ, với tu sáu của Tư Mã Tiêu, người có thể giết hắn chắc còn chưa được sinh ra trên đời này, vậy nên dù có chịu chút thương tích thì chắc hắn vẫn không gặp chuyện gì lớn. Nghĩ đến đây, cô hơi yên tâm, ngồi trước cửa sổ ngọc điêu khắc chim hoa, nhìn ra ngoài vườn hoa rộng lớn. Sư dư hương yêu hoa cỏ chim chóc, đến cả hành lang cung điện cũng chìm trong muôn hoa thường trước đây vào lúc này cô sẽ tự ở đây xem gương livestream ăn ít quả vặt lật sơ cái quyển thuật pháp đại toàn tìm vài cái có hứng thú mà học cái nào không biết thì cầu cứu tư mã tiêu dù gì cũng không có cái nào hắn không biết lúc ấy bé rắn đen sẽ bỏ tới ngóc đầu vẫy đuôi lấy một ít trong đống quả vặt của cô đi cho chim ăn bé rắn đen đến mỗi nơi đều thích nuôi những con thú cưng khác nhau đặc biệt là cực kỳ thích cho ăn nói mới nhớ Bé rắn đen đi đâu rồi? Từ lúc về cô cứ luôn nghĩ chuyện của Tư Mã Tiêu, không hề chú ý tới bé rắn đen, tuy là nó ham chơi nhưng tính tình thật sự không khác gì cún. Lúc họ về, bé rắn đen lúc nào cũng sẽ xuất hiện vẫy đuôi chào họ. Bé đen? Bé Na? Liêu Đình Nhạn kêu mấy tiếng, cảm thấy không đúng. Không khí xung quanh căng thẳng, có thứ gì đó chậm chậm siết chặt. Nếu cần phải hình dung thì cô cảm thấy có thứ gì đó đang hút lấy không khí ở đây, muốn ép chân không cái chỗ này. Cô đứng yên tại chỗ, siết lấy cái vòng cổ anh lạc đeo trước ngực, nghĩ thầm rằng không được hoảng loạn, nói không chừng là mình thần hồn nát thần tính thôi. Si, tiếng dây đàn siết chặt, có lẽ lần đầu tiên trong đời Lưu Đình Nhạn phản ứng nhanh tới vậy, cô vụt nhanh về sau, nhìn thấy dây đàn đan sen trước mắt qua ánh sáng phản chiếu liêu đình nhạn ngừng lại chửi thề một tiếng âm thanh liên tục không dứt không chỉ vang lên phía trước cô mà còn ở đằng sau thậm chí trên đỉnh đầu liêu đình nhạn đứng yên tại chỗ bất động vô số dây đàn chặn đứng hết mọi đường của cô nếu đổi lại là tư mã tiêu chắc hắn chỉ cần đưa tay là gỡ hết đống dây đàn này như gỡ tơ nhện nhưng liêu đình nhạn ừm cô cảm thấy mình mà gạt đi sẽ bị cắt thành rất nhiều khúc à không có giáp phòng ngự ở đây không cắt thành khúc được mà chắc sẽ bị trói như cái trứng. Cô xoay tới xoay lui, nhìn đám người vừa xuất hiện ở xung quanh, trước mắt có hơn 100 người, toàn bộ đều mang dáng vẻ lão làng, vây xung quanh cô xăm xét. Hay đấy, không có lấy một người mà cô thìn thấu được tu vi, tu sáu đều cao hơn cô, cô cảm thấy mình như một người chơi cấp 50 nhỏ bé bị một đám cấp 90 vây quanh, sao mà tàn quá vậy nè bắt một mình cô mà cần bầy binh bố trận tới vậy sao? Chỉ có mình à? Tư mã tiêu không ở đây sao? Liêu đình nhạn nghe thấy có người hỏi. Trường môn bảo rồi, bắt không được tư mã tiêu thì cũng phải đem liêu đình nhạn bên cạnh hắn về. Một nữ nhân nhỏ bé thôi mà, làm được cái gì? Cũng không nói vậy được, người có thể khiến tư mã tiêu bỏ công che giấu sự tồn tại, lại còn mang theo bảo vệ suốt quãng đường tất nhiên là có ích rồi liêu đình nhạn tới rồi tình tiết con tin kinh điển tới rồi tiếp theo cô sẽ bị trói lại mang đến trước mặt tư mã tiêu bị người khác kề dao vào cổ ép hắn ngừng tay nếu là vậy thì cô yên tâm rồi dù sao chỉ cần nhìn thấy tổ tông thì hoàn toàn sẽ không xảy ra chuyện vì thế cô thật sự không chút hoảng loạn bắt lấy ả à trước rồi tính một ông lão có ánh mắt sắc bén nói tư mã tiêu không có ở đây đối diện với một tu sĩ luyện hư chẳng chút tinh thần thế này, họ có gì phải kiêng nệ đâu, lên đại một người là đã trói được mang về. Những sợi dây đàn căng thít quanh liêu đình nhạn, cô cảm thấy khuôn mặt ngụy trang bị người khác lột mất, lộ ra dáng vẻ thật sự, còn có hai sợi dây đàn đan xen nhau đầy sát khí quấn lấy cánh tay. Người dùng dây đàn là một nữ tu sư thị mang theo cổ tranh, tên là Sư Thiên Độ, là em gái của Sư Thiên Lũ, địa vị của ả ở sư gia không hề thấp, tất nhiên biết rõ tư mã tiêu đã làm những gì. Những việc khác không nói, chỉ riêng việc hủy diệt Bách Phượng Sơn, làm hỏng đại kế của sư thị chúng đã đủ để khiến ả căm hận tới cắn răng nghiến lợi. Vì Bách Phượng Sơn ở đời này là do ả nắm quyền, bây giờ lại bị tư mã tiêu hủy hoại tận gốc rễ. Nếu muốn xây dựng lại từ đầu không biết còn phải bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết với thời gian. Khoảng thời gian trước, À, bị sư Thiên Lũ phái đi khắp nơi tìm tung tích của Tư Mã Tiêu. Tiếc là Tư Mã Tiêu quá cảnh giác, không để lại một chút tung tích nào. À không tìm được, mãi đến lúc Nguyệt Sơ hồi chết, sư Thiên Lũ mới tìm được chút manh mối, từ đó mới để ả à từng bước lần được tới đây. Trước đó đối đầu với Tư Mã Tiêu họ không lần nào phản kháng được, hy sinh không ít người, khiến trong canh thần tiên phủ oán khí khắp nơi, dù gì những người đó không hề biết sư thị đang âm thầm làm gì chỉ thấy ngoài mặt lúc nào họ cũng đòi giữ lại Tư Mã Tiêu. Lần này sư Thiên Độ dẫn người đi tra xét, hiện giờ ngoại trừ Tư Mã Tiêu thì chính là Lưu Đình Nhạn bên cạnh. Tuy sư Thiên Độ không tin là loại người như Tư Mã Tiêu sẽ thích nữ nhân gì đó nhưng những gì điều tra được khiến ả không thể không tin. Tư Mã Tiêu đối xử cực kỳ tốt với nữ tử này, mấy lần trốn đi hắn đều mang theo người này, trước đó còn gạt sư Thiên Lũ bảo rằng người này đã chết lại nhìn xem tu sáu của nữ tử này, một đệ tử còn con nhập môn chưa được ba năm, hiện giờ đã lên đến luyện hư rồi, tu sáu một bước tới trời như thế khiến những tu sĩ tu luyện khổ cực ngàn năm như họ vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ. Để tâm đến mức đó dù là không hết sức yêu thích thì ít nhiều cũng quan trọng. Trước khi à tới đây, sư Thiên Lũ có căn dặn bắt buộc phải mang Lưu Đình nhạn về, chỉ cần nắm được người này trong tay, ít nhiều gì cũng có thể khiến Tư Mã Tiêu cân nhắc tuy sư thiên độ nói là phải mang người sống trở về nhưng cũng khó giấu được hậm hực vì vậy lúc này ả à mới muốn vặn đứt một cánh tay của liêu đình nhạn xả tức vừa hay tư mã tiêu không có ở đây đợi hắn quay về nhìn thấy cánh tay đứt lìa của liêu đình nhạn thì thú vị quá còn gì sư thiên độ lúc ấy không biết lúc mình xuất phát đi đến phong hoa thành chưa được bao lâu sư thiên lũ đã bị kinh động bởi động tĩnh của dòng máu gặp phải tư mã tiêu ở đó Sư Thiên Độ đứng ở đó nghĩ thầm, không làm gì được Tư Mã Tiêu, không lẽ cũng không chơi đùa cái thứ này một chút được sao? Dây đàn của ả à cắt về hướng cánh tay của Liêu Đình Nhạn, kết quả lại ngừng lại cách cô một thước, không cách nào tới gần thêm được nữa tất. Sư Thiên Độ. Liêu Đình Nhạn. Giáp phòng ngự của tổ tông Châu bò vậy đấy. Sư Thiên Độ khó tin, lại chuyển động dây đàn, cắt tới Liêu Đình Nhạn từ nhiều góc khác nhau sau đó đúng là trói cô thành cái trứng liêu đình nhạn không chút thương tích chỉ không nhúc nhích được đã nghĩ thông suốt dẹp đi tùy mấy người dù gì cũng chỉ bắt được tôi chứ chả đá động gì được sư thiên độ vẫn còn muốn tiếp tục bị một người khác cản lại đó là một vị trưởng lão của âm chi cung rất có kinh nghiệm trong việc luyện khí gã xem xét liêu đình nhạn rồi nói trên người ả à có tiên khí phòng hộ ngươi không phá được đâu Đừng có phí thời gian ở đây nữa, bắt người về trước đã. Lúc này Sư Thiên Độ mới hậm hực ngừng tay, phất tay áo bắt người đến bên cạnh. Ta phải mang người về phục mệnh với huynh trưởng, chư vị rời đi trước hay ở đây đợi tên Tư Mã Tiêu kia về rồi bắt lấy hắn? Sư Thiên Độ hỏi. Nghe thấy câu này không ít người thầm bĩu môi, bắt lấy hắn. Nếu mà bắt được thì họ có đến nỗi năm lần bảy lượt hao binh tổn tướng không? nếu không phải do sự việc quan trọng mỗi cung đều phải cho người đến xử lý thì không biết bao nhiêu người tình nguyện đến. Chúng ta chắc là cũng về cùng, nếu tư mã tiêu về đến đây phát hiện người bị bắt mất, với tính cách của hắn chắc chắn sẽ đánh lên thái huyền chủ phong, không bằng chúng tôi đến đó trước chuẩn bị. Một người lên tiếng. Những người khác cũng gật đầu ủng hộ, đúng đấy, chúng ta răng trước sát trận, lấy nữ tử này làm mồi nhử dẫn hắn tới đến lúc ấy chúng ta cho gọi các đệ tử ưu tú rằng thiên la địa võng dưới thái huyền phong từ mã tiêu hẳn vẫn chưa lành thương chúng ta chắc chắn sẽ thành công dù là sư tổ cũng không thể tiếp tục để cho cái loại lạm sát người vô tội ấy gây hại canh thần tiên phủ được nữa nên kết thúc rồi đám đông nghiêm túc bàn luận muốn cho gọi đệ tử nhanh chóng tập hợp chuẩn bị dùng chiến thuật biển người sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng không ít người lộ vẻ do dự sợ hãi Liêu Đình Nhạn nhìn thấy sắc mặt của đám đông qua khe hở, trong lòng cứ thấy kỳ lạ. Chắc có lẽ là tâm trạng nặng nề của chính nghĩa trước khi chiến thắng cái ác, tia sáng trước bóng đêm, cô là vai phản diện, không hiểu được. Hiện giờ cô là con tin, những người khác không làm gì được cô rồi cũng lười để ý tới cô, cô đành tiếp tục im lặng nghĩ xem nên làm thế nào. Nói thật thì chuyện này vượt quá phạm sáu năng lực của cô rồi, sao mà thoát khỏi cái khí thế bao vây này? Chuyện này trên đời chắc chỉ có mình Tư Mã Tiêu mới làm được. Nếu như không chạy đi, điều duy nhất cô quan tâm hiện giờ là trước khi về Tư Mã Tiêu bảo cô đừng vào trong trung tâm nội phủ, bên đó chắc chắn có gì nguy hiểm. Nhưng mà cô thật sự không có cách nào khác, giờ đến nói cô còn không nói được. Chỉ cầu nguyện tổ tông sau khi phát hiện cô bị bắt đi đừng tức giận quá. Chương 52, lửa quả nhiên liêu đình nhạn bị mang đến thái huyền chủ phong đợi ở đó còn có không ít người nguyệt cung chủ đau đớn vì mất con gái cưng cũng đang ở đó sắc mặt bà ta hung hăng đánh giá liêu đình nhạn đây chính là kẻ tư mã tiêu đưa theo bên cạnh sao sư thiên độ nói chính là ả ánh mắt nguyệt cung chủ làm liêu đình nhạn rợn sống lưng nghe thấy bà ta giữ tợn nói tư mã tiêu giết con gái của ta khiến ta phải đau đớn khôn cùng giờ ta cũng phải để hắn nếm nỗi đau này bà ta nói một lúc rồi hơi mất không chế triệu hồi nguyệt hoàn kiếm của mình đâm về phía mặt của liêu đình nhạn keng một tiếng nguyệt hoàn kiếm của nguyệt cung chủ bị chặn đứng liêu đình nhạn vẫn ở nguyên chỗ cũ không chút thương tích chỉ là dây đàn còn trói bên ngoài giáp phòng ngự vô hình của cô đã bị cắt đứt chứng tỏ nhát này của nguyệt cung chủ hoàn toàn không hề có ý nương tay sư thiên độ không kịp ngăn cản Chân chân nhìn dây đàn của mình bị cắt đứt, mặt mũi tối sầm lại, giọng điệu nặng thêm mấy phần, Nguyệt Cung Chủ, đại sự ở trước mắt, không được manh động. Lúc này Nguyệt Cung Chủ mới chú ý tới sức mạnh của phòng ngự trên người Liêu Đình Nhạn, vài nhát kiếm e là không cắt đứt được. Bà ta không cam lòng rút kiếm về, bừng bừng lửa giận phát áo mà đi. Liêu Đình Nhạn nhìn quanh khắp nơi, đã có rất nhiều người tụ tập tới đây, các trưởng lão còn đang không ngừng truyền lệnh sắp xếp. Cô nhìn thấy trên trời có nhiều đệ tử vội vàng chạy đến như sao băng, nhìn thấy bên dưới bày ra trận thế chập trùng, nhìn thấy vài vị cung chủ thấp giọng thì thầm với nhau. Cả một vùng hỗn loạn. Sư Thiên Độ không nhìn thấy trưởng môn sư Thiên Lũ, chỉ nhìn thấy sư Chân Từ thay mặt xử lý sự vụ, ả à, nhíu mày hỏi: "Huynh trưởng đi đâu rồi?" Sư Chân Từ hành lễ với ả à rồi mới nói: "Sau khi ngài đi khỏi, Bên phía Ngọc Liên Trì có hiện tượng lạ, trưởng môn đưa theo người đến đó tới giờ vẫn chưa thấy về. Sư Thiên Độ vừa nghe tới Ngọc Liên Trì thì không ở lại nỗi nữa, nơi đó là nơi cất giấu thứ không thể mất đi của sư gia chúng. Ả à lập tức nói, người ở lại đây mau chóng sắp xếp cho xong, trông trừng liêu đình nhạn cho kỹ. Ả à dùng để đối phó với tư mã tiêu, không được để mất Ả, à. ta mang ít người sang đó xem huynh trưởng gặp chuyện gì rồi đã thời gian thế này vừa trùng khớp ả lo rằng sư thiên lũ đã đụng phải tư mã tiêu nếu thật sự là tư mã tiêu ả đến có thể giải vây giúp sư thiên lũ phần nào dù gì bây giờ liêu đình nhạn đang nằm trong tay ả nhớ kỹ nhất định phải trông chừng liêu đình nhạn lúc sư thiên độ đến cả tư mã tiêu lẫn sư thiên lũ đều có tổn thất sư thiên lũ rõ là chịu phần thiệt trông có vẻ nhếch nhác hơn tư mã tiêu nhiều sư thiên lũ biết mình không địch lại nổi tư mã tiêu chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian gã biết sư thiên độ đã đi bắt người nếu tư mã tiêu đã ở đây muốn bắt người kia tất nhiên là dễ dàng chỉ cần sư thiên độ quay về thì chứng tỏ chúng đã thành công đến lúc đó là có thể đàm phán với tư mã tiêu một phen mà tư mã tiêu cũng đang đợi hắn còn có cái để trông ngóng hơn sư thiên lũ hắn vốn định sẽ thắp cháy linh hỏa đã chôn đi trước đó vào ngày tế lễ mấy hôm nữa, biến tất cả trung tâm cùng Tam Thánh Sơn, còn có cả mười mấy ngọn linh sơn thuộc sở hữu của cung chủ các cung xung quanh chủ phong Thái Huyền thành địa ngục. Thế nhưng cuộc hội ngộ với Tư Mã thì khiến hắn quyết định ra tay trước. Ngọn linh hoa mới nở của Tư Mã thì đã bị hắn hấp thụ, thứ còn lại ở đó là một mầm lửa nhỏ hắn chia ra, mầm lửa này chính là mồi lửa sẽ đốt cháy trung tâm nội phủ canh thần tiên phủ. Trước đó hắn đã châm ngòi linh hỏa phía dưới một số sơn mạch, đợi nhóm lửa này ngấm xuống dưới đất. Sức mạnh vốn có của linh hỏa và sức mạnh của những sơn mạch linh trì bỗng chốc toàn bộ bộc phát, còn có cả sức mạnh tư mã thì có được ở sông máu nữa. Tất cả sẽ thiêu cháy mọi thứ trên dưới mặt đất thành cho. Có được sự trợ giúp của tư mã thì, uy lực của kế hoạch này càng lớn hơn hắn ở đây kéo chân sư thiên lũ là để đợi linh hỏa ngấm xuống đất. Từ mã tiêu lấy ra thanh trường đao chém hung thú, vũ khí của sư thiên lũ là đàn, tiếng đàn của gã có thể dụ hoặc lòng người, lôi kéo tâm trí nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì với tư mã tiêu, gã không thể không dùng đến thủ đoạn khác. Từ mã tiêu cảm thấy thời gian đã chín mùi, cũng không rằng co với sư thiên lũ nữa, một đao cắt đứt dây thúy ngọc trường cầm của gã còn để lại dấu đao sâu trên thân đàn. Sư thiên lũ lùi nhanh ra sau, Linh cầm bản mệnh bị cắt đứt dây, gã cũng không kiềm được nhổ ra một ngụm máu tươi, trùng hợp vào lúc này, gã nghe thấy tiếng của sư thiên độ. Huynh trường, muội đến giúp huynh, sư thiên độ bay lên trước. Sư thiên lũ thấy ả à đi tới, mặt mừng rỡ, vừa định nói gì đó, bỗng chốc mặt mày thay đổi, hắn nhìn chằm chằm kết giới bên dưới, đột nhiên chừng to mắt. Ngọn lửa đỏ ánh kim trào ra, ung ung dữ dội như có thể trấn nát thần hồn. Sơn mạch nguyên vẹn bỗng nát như gương vỡ, lộ ra sông máu đỏ thẫm với hắc liên, chỉ là chưa kịp để chúng hiểu rõ mọi chuyện, tất cả mọi thứ kia đều bị lửa nuốt trọn. Sư Thiên Lũ và Sư Thiên Độ cùng lúc thay đổi sắc mặt, hắc ngọc liên trì của chúng, linh hỏa của chúng. Không, Sư Thiên Lũ lập tức muốn lên trước ngăn cản, chỉ là ngọn lửa đó bốc lên từ sông máu. Ngọn lửa được thắp lên từ máu của tư mã thị không giống với lửa thông thường. Tất cả mọi thứ đều biến thành cho bụi, cả đất đai cũng bị nhấn chìm trăm thước. Cảnh tượng đó bày ra trước mắt sư thiên lũ và sư thiên độ không khác gì trời long đất lờ. Chúng thậm chí còn không thèm màn tới những đệ tử mình dắt theo. Những đệ tử đó ở quá gần không tránh kịp, cũng bị ngọn lửa cuốn vào, lập tức biến thành những làn khói xanh trên dòng lửa chảy. Ha 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 ha. Từ Mã Tiêu nắm lấy thanh trường đao cười lớn, hắn cúi nhìn sông máu bên dưới, khói lửa nghi ngút trời cuộn bay tóc và vạt áo hắn. Hắn chìa tay chỉ vào Sư Thiên Lũ gần như đã phát điên, không muốn bỏ qua cho hắn. Sư Thiên Lũ, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sư Thiên Lũ cuối cùng cũng đưa ánh mắt thù hận nhìn hắn nghiến răng, khó khăn nhả ra mấy chữ như muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng trong người ra, "Ngươi, có ý gì?" Tư mã tiêu hơi hất cằm, liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt, nở nụ cười thản nhiên. Ngọn linh sơn mà tộc sư thị các ngươi sống, miếu thần mộ tổ các ngươi tôn thờ, kể cả cái thái huyền phong trường môn của ngươi đều sắp sửa biến thành biển lửa như ở đây. Sau hôm nay, những linh sơn này, còn có tộc sư thị lớn mạnh của các ngươi nữa, đều sẽ không còn tồn tại nữa. Nụ cười của hắn đầy sự chán ghét, khiến sư thiên lũ lạnh cóng cả người, gã run rẩy nhìn tư mã tiêu, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ, xong rồi, tất cả đều xong cả rồi. Từ Mã Tiêu, ngươi sẽ hối hận." Sư Thiên Độ gào lên. Tu sáu của ả à còn không bằng Sư Thiên Lũ, miễn cưỡng hỗ trợ giữa linh hỏa nóng cháy, cả người ả à đỏ ao, áo cà sa bắt đầu bốc cháy, ánh mắt phản chiếu ánh lửa bên dưới, đầy thù hận méo mó. Từ Mã Tiêu không thèm để tâm, nghịch thanh trường đao kia. Hắn không sợ linh hỏa nhiệt độ thế này với hắn chỉ là bình thường vì thế hắn chỉ đứng nhìn hai người trước mặt đang chống trả hơi nhướng mày giọng nói của sư thiên độ trở nên cực kỳ chói tai vì căm phẫn và oán hận méo mó trong gió nóng thái huyền phong nữ nhân ngươi mang theo bên người đang ở trên thái huyền phong chúng ta chết à cũng phải cùng chết ngón tay của tư mã tiêu dừng lại trên lưỡi đao hơi trùng xuống lưỡi đao sắc bén liền đâm thòng ngón tay hắn một giọt máu đỏ ánh kim men theo lưỡi dao chậm chậm trượt xuống. hắn bất ngờ ném ánh nhìn ghét bỏ sang đó. Người nói cái gì? ầm. Um, chính vào lúc này, hình như có gì đó đã phát nổ, tiếng vang kinh thiên động địa, dù trong một không gian độc lập như ở đây cũng cực kỳ đáng sợ thấy rõ. Từ Mã Tiêu từng nghĩ cảnh tượng sẽ xảy ra vào hôm tế lễ sẽ tuyệt diệu như ngày tận thế vậy vô số linh sơn tự động phát nổ dưới sức ảnh hưởng của phụng sơn linh hòa tai ương như thế đủ để bảo đảm không một ai trong phạm sáu đó có thể chạy thoát đó quả thật là một cảnh tượng rất hoành tráng linh sơn tươi tốt với linh khí khắp nơi trong chớp mắt lại biến thành một hình dạng khác chúng như phát nổ cùng lúc biển lửa dìm cuộn lên dìm hết tất cả mọi thứ không gian kết giới này khó mà chịu nổi sức ép trong ngoài vỡ tan hoàn toàn cùng lúc đó từ Mã Tiêu thấy khiếp đảm khó tả, không nén được giơ tay giữ chặt lấy tim. Hắn bất chợt nhìn lại qua mảnh vỡ kết giới, nhìn thấy Thái Huyền Chủ Phong ở đằng xa. Chính vào lúc hắn quay nhìn lại, Thái Huyền Chủ Phong sụp đổ ngay trước mắt hắn, ngọn lửa ngút trời cũng nhuộm đỏ cả hai mắt hắn. Nụ cười thản nhiên trên mặt hắn đông cứng lại, như một tấm tường trắng loang lổ vỡ mất một lớp. Vẻ mặt của hắn quá sức đáng sợ sư thiên lũ cũng nhìn ra được gì đó, hắn cười như phát điên, ha ha ha, ha ha, tư mã tiêu, người có tính toán kỹ lưỡng đến thế nào cũng làm sao mà ngờ được. Ngươi sẽ tự tay giết chết người mà ngươi quan tâm. Ngươi ngông cuồng đến thế, cuối cùng cũng gặp báo ứng. Gã như điên như dại, vừa khóc vừa cười. Từ mã tiêu còn không thèm nhìn hắn, bay về phía thái huyền chủ phong đã hoàn toàn sụp đổ sư thiên độ vội vã rời đi, sư chân tử quả nhiên đi đến bên cạnh Liêu Đình Nhạn, không hề dám có chút lơ đánh. Liêu Đình Nhạn, mấy người canh gắt quá rồi đó, tôi chạy không có nổi thật mà. Tuy là cô không nguy hiểm tới tính mạng nhưng những thứ khác đều đã bị hạn chế, động đậy còn không được. Cô đờ ra đó nghĩ thầm, đợi tí chắc tổ tông sẽ tìm tới đây được chứ nhỉ. Lần này qua xong chắc cô nên nghiên cứu ra điện thoại thì hơn, lần sau mới liên lạc từ xa được, nếu không lần nào cũng như vậy thì đáng sợ thật. Rất nhiều người bận rộn trên Thái Huyền Phong, Liêu Đình Nhạn nhìn thấy bầu trời tối dần ngoài kia, tự dưng thấy có hơi nóng. Hình như là nhiệt độ từ dưới đất truyền lên, cô không kiềm được nhìn chằm chằm mặt đất. Đến cô còn cảm nhận được, những người khác có tu sáu cao hơn cô tất nhiên cũng nhận ra được, mọi người đều ngừng bàn tán, những đệ tử không biết gì cũng cảm nhận được không khí không bình thường ầm um, không biết là tiếng chấn động từ đâu truyền đến liêu đình nhạn nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của các đệ tử nhìn thấy mặt đất bỗng chốc bị hất tung còn có cả dòng lửa đỏ ngầu nhiệt độ nóng rực bao trùm linh khí thiêu đốt Sông đến ngút trời chuyện gì thế này cô nhìn thấy dòng lửa chảy đến phía mình hoàng dựng cả tóc gáy đờ cơ mờ nó núi lửa phun trào nhưng mà quanh đây làm gì có núi lửa? Dòng lửa chảy trong đêm như mạch máu người, liên tiếp nhau tạo thành các mạch to nhỏ khác nhau, nhìn từ trên trời xuống, trông có chút gì đó đẹp kinh hồn. Từ mã tiêu dẫm lên mặt đất còn chưa tắt lửa, nhất thời còn có chút hoảng hốt. Linh phủ của hắn nhói như bị kim châm khiến mắt hắn răng đầy tơ máu. Thái Huyền Chủ Sơn không còn nữa, hắn đứng trên mặt đất bằng phẳng, nhìn khắp xung quanh ngoại trừ lửa với mặt đất bị cháy rụi, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Hắn đi về trước một lúc, tay khẽ động đẩy, có gì đó bị hắn lật lên từ dưới cho tàn và đất khô cằn. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy được thứ hình tròn trôi trước mặt hắn. Vòng cổ anh lạc có sức mạnh phòng ngự mạnh mẽ đã hoàn toàn vô tác dụng, biến thành hình dáng trước mặt, còn người đeo nó có lẽ đã biến thành một đống đất khô cằn dưới chân hắn, hoặc là cho tàn thậm chí không cách nào tìm được. Hắn dùng một tay nắm lấy cái xác vòng cổ trước mặt, dùng sức nghiến nó thành cho. Sau đó hắn thấp giọng niệm khẩu quyết, vươn tay nắm lấy, vô số điểm sáng từ dưới đất vụt lên. Đây đều là hồn phách của những người ban nãy vừa chết tại nơi này, nếu như không có ai bắt lấy, bọn họ sẽ nhanh chóng tan biến đi, hoặc là rơi vào luân hồi lần nữa. Từ mã tiêu từng nói với Liêu Đình Nhạn, chỉ cần hắn không muốn cô chết, cô sẽ không chết vì thế hắn phải giữ lấy hồn phách của cô chỉ chết mất cái xác chẳng có vấn đề gì chỉ cần hồn còn ở đó dù thế nào cũng có thể sống lại cô vẫn còn có thể lười nhác tựa bên hắn không làm gì cả chắc là cô sợ lắm sau khi sống lại có thể sẽ khóc nhưng không sao hắn có thể bảo đảm với cô sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa hận thù của hắn như có thể dùng tự lực mà bắt hết hồn phách ở nơi này chọc đến thiên lôi cũng đang đánh xuống. Từ mã tiêu không kiên kỵ những điều này, phân biệt từng hồn phách bắt được. Không phải tất cả những hồn phách đều ở đây, có một số hồn phách yếu ớt không vững đã bị vỡ nát trong trận đại nạn ban nãy. Từ mã tiêu nghĩ hồn phách của Liêu Đình Nhạn không yếu ớt đến vậy, nhất định cô vẫn còn ở đây, chỉ ở trong một góc nào đó ở đây. Hắn không thể nào không tìm được. Nhưng hắn thật sự không tìm được chương 53, Ma Vực. Đi về hướng nam qua một ngọn đồi in sơn nhấp nhô liên tục, lại qua khỏi dòng chi kỳ hà xanh biết là đến được bên trong ma vực. Tuy nói rằng các môn phái tu tiên chính đạo với cái linh sơn lớn nhỏ đều rất căm thù ma vực, thường xuyên tỏ thái độ không đáng để nhắc với khu vực vùng sâu vùng xa. Này nhưng trên thực tế, ma vực so với ngoại giới thì ngoại trừ lãnh địa không rộng lớn, linh sơn phúc địa không nhiều bằng, vật sản cũng không phong phú bằng thì chẳng kém hơn đâu. Trong ma vực không chỉ có một đám ma tu tham lam bệnh hoạn giết người phóng hỏa, còn có rất nhiều người bình thường sinh sống. Người ở đây tuy không nhiều như ở ngoại giới nhưng tổng số người tu luyện nhiều cực kỳ, gần như toàn dân tu luyện, có thể so được với số lượng tu sĩ của tu chân giới rộng lớn mà phàm nhân giới ngoài kia. Nghe nói trước kia ma vực là một mảnh đất không biết từ đâu trôi đến, xuất hiện cao ngất, cùng dung hợp với thế giới này những người tu luyện ở đây linh khí chảy ngược bẩm sinh, không giống với ngoại giới, mà cách họ hành sự cũng độc địa, không từ thủ đoạn hơn. Trước kia còn từng xảy ra đại chiến với bên tu tiên chính đạo, vậy là cái tên ma vực đã ra đời, bị biếm thành thứ tà ma ngoại đạo mà người người ghét bỏ. Những người trong ma vực cũng không làm ổn phí cái tên này, họ giết người phóng hỏa, cướp bóc chém giết, không tội ác gì là không làm, không ít ma tu thích làm mấy cái trò gì mà đồng nam đồng nữ song tu, gì mà lấy mẫu tử luyện cổ, lấy hồn phách làm thuốc, nghe rất đáng sợ. Người ngoại giới nghe đến ma vực mà xây sầm mặt mày nhưng một khi đã sống lâu ở ma vực thì sẽ biết đây là một thành trì bình thường còn loạn hơn, tùy tiện hơn, đôi lúc còn nguy hiểm. Khu vực các thành trì lớn nhỏ trong ma vực đều bị phân chia bởi các ma tu lớn mạnh khác nhau, những thành trì này rất giống với thành trì của người phạm ngoại giới. Sư Nhạn đã sống ở Ma Vực khoảng 10 năm, 2 năm đầu sống cùng một người cha bệnh tật và một người anh ở ngoài Ma Vực, sau đó chuyển đến Hạc Tiên Thành này sống suốt 8 năm. Cái tên Hạc Tiên Thanh nghe có vẻ tiên khí bay bay, không giống với địa phận của Ma Vực mà cứ như nơi ở của những tu sĩ chính đạo ngoài kia nhưng nó chỉ được cái tên gọi sán lạn, thực tế thì không khác gì với những nơi khác trong Ma Vực. Tòa thành này vừa lớn vừa loạn cào cào, mỗi năm không biết xảy ra bao nhiêu vụ án giết chóc cướp bóc, tình trạng vệ sinh cũng đáng chán. Từ đầu đến cuối phố thường có thể nhìn thấy được một số thứ không lành mạnh, cả bãi máu tươi còn đỡ, chỉ sợ là tay chân gãy lìa. Trong tòa thành này cũng không có nhân viên vệ sinh gì, thường 10 ngày nửa tháng không có ai dọn, một khi đã bốc mùi thì ai đi gần đó cũng ngửi thấy. Lại là đứa đần nào nữa, giết người không biết dọn xác hả, quăng trước cửa nhà người ta. Bộ người ta không cần ra khỏi nhà nữa hay gì. Sư Nhạn vừa bước ra khỏi cửa nhìn thấy một cái đầu lâu đầy máu với nội tạng bét nhè cách đó không xa, không nén được đau đầu. Cô nặn một thủ quyết thiêu cái đầu lâu, lại dùng nước lau lau cái vũng máu, dọn dẹp xong cảm thấy mình mạnh mẽ hơn lúc mới tới cái thế giới này nhiều. Ít nhiều gì thì lúc đó cô nhìn thấy thi thể là buồn nôn, còn bây giờ chỉ dùng cái giọng điệu ra khỏi nhà thấy rác quang bậy bạ mà chửi bới. Cô ra khỏi khu nhà có thể xem là gọn gàng này, đi về phía đường cái, chỗ đó mới là loạn. Mọi người sắc mặt hấp tấp bạ tới bạ lui, thường xuyên xảy ra cự cãi, đa số người của ma vực tính tình không tốt, sư nhạn nghi ngờ là do vấn đề khí hậu, khí hậu của ma vực đúng là khô hanh, không cấp nước cẩn thận khó tránh khô nứt. Ngày nào cũng có người đứng bên phố luyện thi, giống như cái sạp hàng ngày trước cô bán đồ ăn sáng với sữa đậu nành dưới lầu ấy cái lò luyện thi đó sắp vác lên giữa đường luôn rồi cái mùi sạp của mấy ma tu luyện thi không có công đức này đúng là mùi khí độc sư nhạn mỗi lần đi ngang qua đều vô thức bịt mũi phiền phức nhất vẫn là đám ma tu kinh doanh trộm cắp trộm cướp nhiều tới mức có thể gom riêng thành một phái ma tu lúc trước trộm đồ trên phố này biết đuổi bóng vừa không chú ý là mất đồ ngay sư nhạn cũng từng gặp phải bị trộm mất một túi ma thạch lúc đó cô vừa mới lãnh lương là bị trộm mất tức tối tìm hiểu ngọn ngành tìm đến được ma tu cái bóng kia đập cho y một trận tơi tả đánh mà rớt cả cấp sưng cả mắt cái tên đó bị cô đánh cho máu me khắp người kêu cha gọi mẹ sợ tè ra quần lập tức thu dọn đồ đạc chuồn đi có điều đi được một mình hắn lại có tên khác đến chỉ cần không trộm đến cô sư nhạn cũng không dư thời giờ quan tâm ở nơi này người có tu sáu cao có thể chi phối tính mạng của người khác không có bất cứ quy tắc nào chỉ là đánh đánh giết giết ai mạnh nấy có lý sư nhạn sống cũng tốt vì tu sáu hóa thần của cô cũng được coi là không tệ ở đây theo như cha cô nói nếu không phải lúc trước bị thương cô vốn phải là bậc luyện hư nhưng bây giờ hóa thần cũng đủ dùng rồi đi qua đường chính rồi rẽ sang là sư nhạn đã tới yên tri đài giải trí lớn nhất hạc tiên thành Yên Chi Đài kinh doanh cờ bạc thuốc phiện là doanh nghiệp hợp pháp của ma vực, mà ở ma vực cũng chả có gì là không hợp pháp, chỉ cần có người dám mở, dù là tiệm quán gì cũng có người dám bỏ tiền ra. Thời gian mở cửa của Yên Chi Đài phần lớn là vào ban đêm, đêm đến, nơi đây thắp đèn rực rỡ, vui chơi thâu đêm, khi đó vô số hành lang của Yên Chi Đài đều được treo đèn lồng đỏ, bừng sáng cảnh đêm, trông cứ như cực lạc tiên cảnh thứ thiệt vậy. Yên Chi Đài buổi sáng yên tĩnh hơn thấy rõ, cô đi làm vào buổi sáng, mỗi ngày đi đến đều nhìn thấy Yên Chi Đài dần ngủ say dưới ánh mặt trời vừa lên. Sư Nhạn làm việc ở đây, cô là một trong số những tay chân do Yên Chi Đài tuyển chọn, dùng nghề nghiệp của thế giới trước kia của cô để so sánh thì cô là thành viên của đội bảo vệ ở đây, cảm ơn giá trị sức mạnh vốn có của cái cơ thể này, nếu không cô thật sự không làm nổi công việc này làm việc ở đây lâu ngày cũng quen mặt hết lễ tân và lao công dọn xác sư nhạn bước vào từ cửa sau nhìn thấy lao công đang quét xác ra để dọn luôn một thể chuẩn bị mang đi tái chế đúng vậy sau một đêm ăn chơi hưởng lạc ở yên tri đài giác gặp nhiều nhất chính là thi thể đúng là đặc sản của ma vực sư nhạn gật đầu cho hỏi vị đại thúc mỗi ngày dọn xác rồi mặt cũng như cái xác cô vào trong báo cáo trước sau đó đi tuần tra một vòng tiếp sau đó cô lại có thể lười biếng. Thường thì vào giờ này Yên Chi Đài chẳng có việc gì, cô không lười biếng thì cũng ngồi xổm trên nóc nhà ngẩn ngơ nhìn trời. Cô vẫn chưa ăn sáng, định bụng chuồn đi ăn sáng trước. Về mặt này thì ma vực tốt hơn tu sĩ ngoại giới nhiều, tu sĩ chính đạo ngoại giới không hay ăn một ngày ba bữa, ma vực thì không giống vậy, đa số mọi người đều có nhu cầu thỏa mãn cái bụng. Ê, lữ nhạn, đi đi thôi, ta tan làm rồi, đi kiếm gì ăn với ta? Một cô nương áo đỏ xinh đẹp bước ra từ trong hồng lâu, nhìn thấy cô liền nhiệt tình chào hỏi, sư nhạn cũng vui vẻ đáp trả. Lúc đi làm, sư nhạn lấy tên là Lữ Nhạn, bởi vì lão cha khùng khùng điên điên đầu óc có vẻ có vấn đề của cô bảo sư ra họ có một kẻ thù truyền kiếp, vẫn đang truy sát họ, bởi vậy không thể dùng họ sư. Sư nhạn không vấn đề gì, dù họ sư hay họ lữ đều chẳng có gì khác đối với cô, chỉ có mình cô tự biết rằng mình họ Châu, tên là Châu Nhạn. Mẫu thân nhà nó, mệt chết lão nương rồi, từ đầu mà biết con đường phong nguyệt mệt mỏi tới vậy, ngủ còn không yên thì ban đầu ta đi tu luyện thi cho rồi. Cô nương áo đỏ bóp nắn cánh tay vừa chửi rủa vừa đi ra ngoài, đi cùng sư nhạn đến chợ sớm ngoài tiện son phấn, chọn một quán thường đến ngồi xuống gọi món. Cô nương áo đỏ có nghệ danh là Hồng Loa, tên thật không rõ, nàng là nhân viên bán thịt của yên chi đài nhưng mà cái này không phải nghề chính nghề chính của nàng là tu phong nguyệt đạo một đạo của ma tu hút dương khí của người để tu luyện nam nữ tu đạo này một là thành tội phạm cưỡng hiếp có thâm niên không thì treo bảng tiếp khách ở các khu mây mưa đã phần đều chọn lựa vé sau dù gì thì cách này không nữa có thể có nhiều cơ hội tu luyện còn có thể kiếm tiền mọi người đều không dễ dàng gì dù là sinh sống hay là tu luyện không có tiền thì thật sự khó mà nhích được, quá chân thật rồi còn gì nữa. Sư Nhạn rất thân với Hồng Loa, hai người thường xuyên ăn sáng ở đây, chuyện trò về mấy tên đần thối với những chuyện bực tức trong công việc. Tuy hai người ở hai bộ phận khác nhau nhưng cũng tính là đồng nghiệp. Sư Nhạn thì ăn sáng, Hồng Loa thì ăn tối, nàng ăn xong sẽ về nghỉ ngơi, giống như mọi ngày, Hồng Loa hôm nay cũng bốc phốt khách tối qua. Cô không biết đâu, ta làm cả buổi trời mà thằng ông nội đó cũng không cứng nổi. Cái này mà truyền ra ngoài là sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội cười chết ta mất, vậy nên ta phải dùng đào hoa cổ bản mệnh của ta, vậy mới xong đấy. Mẫu thân nhà hắn, có bệnh thì chữa, bày đặt đi kỹ viện làm cái gì? Lão nương đây hút dương khí người mà còn bắt ta phải đi chữa bệnh không lên hay gì? Nghe được không? Sư nhạn phụt cả cọng mì, khúc khích vui vẻ. Hồng Loa há miệng lớn hung hăng cắn một miếng thịt, vẫn tiếp tục nói ra nỗi khổ tâm. Gần đây tu sáu của ta cứ dậm chân tại chỗ, sắp tràn ống rồi mà còn không gặp được mấy tên chất lượng tốt. Lao lực cả đêm, ngủ như không ngủ. Cô xem, sao mà không cho ta gặp mấy tên ma tướng ma chủ gì đó đi. Nếu mà ngủ được một đêm với cái loại tu sáu đó là ta vượt ống mất đất rồi. Có nhất thiết ở đây sứt mẻ với mấy tên nam nhân chết tiệt đâu ma chủ là để chỉ thành chủ của một tòa thành lớn ở ma vực chiếm được cả một tòa thành lớn không phải người đơn giản gì tu sáu ít nhất cũng đại thừa ma tướng mà ma tu có năng lực xuất chúng dưới trướng ma chủ thường thì có thể quản lý một tòa thành nhỏ tu sáu ít nhất hợp thể nếu tu phong hoa đạo mà tới được mấy nhát với những tên có tu sáu thế này thì tốt hơn cả đại bổ hoàn sư nhạn lo miệng thành của chúng ta cũng có ma tướng mà cô có thể thử xem châu không kiếm cọc thì cọc tìm châu, biết đâu được chuyện. Hồng loa lại khinh miệt, ma chủ lẫn ma tướng của hạc tiên thành đều là mấy ông già, ta ngủ không có nổi đâu, sao thì cũng phải cho ta tên nào trẻ trung chút chứ. Nàng nói xong lại tiếc rẻ nhìn sư nhạn, đập bàn hung hăng, sao cô lại không phải là một thằng đàn ông đi. Cô mà là đàn ông, ta đã ngủ với cô bảy tám trăm lần rồi. Sư nhạn đã quen với tính cách của người bạn này, an ủi bảo, ta mà là đàn ông, nhất định cho cô sung sướng, mà giờ ta là gái mà, còn phá tướng nữa chứ. Hồng Loa nhìn lên vết lửa đốt to cỡ đồng xu trên má trái của cô, tiếp tục bực dọc, cô mà chưa phá tướng là cũng làm chị em bạn gì với ta được rồi, đến lúc đó chúng ta lập nhóm, còn sợ gì không câu được đàn ông tu sáu cao, còn không thì đi ngoài đường gặp được hàng ngon, gông luôn về mình nhau cũng được. Sư nhạn nhún vai, Đám người ở ma vực đều chịu chơi vậy đấy, Hồng Loa là còn đỡ, dù gì nàng không thích giết người, cũng không ăn thịt người. Bọn họ ngồi đây vừa ăn vừa nói, thường khiến cô nhớ tới lúc trước đi làm, đôi lúc tan làm cũng sẽ ăn uống tụ tập với đồng nghiệp như vậy, cũng thấy thân thiết lắm. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.